Rồi chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Ve Chai nha các bạn. Thì hôm nay á, là mình chia sẻ các bạn á, là hôm nay là mình gắp cây quạt cho khách nha các bạn. Thì ông khách này ông ở tuốt ở vùng ngoài á, ông ở tỉnh Bắc Giang nè. Đó. Thì ông khách này ông đặt mình gắp một cái cây quạt 12V đó, giờ mua thân đa thân bàn luôn, thì điều tốc luôn nha các bạn. Thì cái bộ thân bàn này mình gắp cho ổng luôn, chứ mình gắp giùm luôn chứ tính ra đâu có lời lớn gì đâu. Một cái bộ thân gì nè các bạn. Đó, mình gắp nguyên cái quạt 12V nha. Đó. Bộ thân bàn. Này mình chia sẻ các bạn thôi chứ mình không có lãnh gắp nha các bạn. Nói chung là mình không có lãnh gắp nha. Quạt này là xài bình 12V. Đây thì mình có gắp vô sẵn rồi, thì hôm nay mình chia sẻ sơ sơ ba cái đồ mình bán ha. Thì ở đây á, là mình bán á, là đồ điện. Thì bên đây công tắc ấm siêu tốc và bộ đế ấm siêu tốc trắng mình còn rất là nhiều nha các bạn, thì cứ yên tâm mà đặt hàng ha. Công tắc thì giá 10.000, còn bộ đế thì giá 20.000 bộ nha các bạn. Thì bộ đế đen thì giá 15.000, còn bộ công tắc đen thì giá 7.000. Còn ở đây là bật đạn kế quạt, bật đạn sơ mi kế quạt, bật đạn nét á, thì nó bích sắt nha các bạn. Đây là bật đạn nét á, thì bích sắt rất là tốt. Đây một cây như vậy là 130.000. Đó, mình có bật đạn cây ca ga băng luôn nha, tại vì mình chưa có lấy vô hàng, nó về bữa nay hình như tới rồi đó, rồi bữa hai bữa nữa mình quay chào hàng. Cái này 130.000 cây, còn bật đạn cây ca ga băng cũng 130 luôn. Còn bật đạn NLA ra băng á, thì bật đạn NLA ra băng này thì 120.000 cây ha. Cái này là bật đạn nét nha anh em, bật đạn bích sắt là bật đạn nét. Còn sơ mi mũ này á, thì nó 608 để xài cho mấy bật đạn này và đóng chế cho các loại quạt luôn, chạy bật đạn luôn. Thì sơ mi mũ này á, là nó đổ sẵn như vậy anh em, rất là vừa khít luôn nha. Bật đạn vừa mình vố vô một cái là ngay bon luôn, cứng cường luôn đó. Mình để ngay cái cạnh mình đóng xuống, thì một chục cái sơ mi mũ này là giá nó 80, một cái 8.000. Còn sơ mi cao su này cũng vậy, chục giá 80, cái 8.000. Còn sơ mi nhôm này á, là một chục giá 100 nha các bạn. Thì mình chỉ giới thiệu sơ sơ các món đồ thôi. Bên đây á, là bo quạt máy sạc bình đồ mình có đầy đủ ha, chứ mấy cái ốp quạt bật đạn nè anh em đó, thì anh em nào ủng hộ mình ha. Rồi thì mình gắp một cây quạt 12V nha anh em, có điều tốc luôn đó. Đây thì điều tốc 12V bên đây mình bán giá 50, còn cái motor 12V này á, là motor 550 nha anh em. Nào mình mới gắp vô thì mình qua mình chưa có quên tính cái gắp vô nhông luôn. Còn bộ ốp bên đây á, bộ ốp mũ này là mình bán giá 25.000 bộ, còn cái motor thì 55.000, nhông này thì 11.000 nha, 101 ha. Này là gắp xài bình 12V đó các bạn. Thì motor bên đây mình bán giá 55.000 nha các bạn. Đó. Thì đồ điện bên đây mình có đầy đủ, thì để mình chia sẻ anh em mình gắp thôi. Cái này thì mình đi dây xuống, mình kiếm dây mình hàng đi xuống nha các bạn. Đó. Kiếm cái đường dây mình hàng đi xuống rồi mình sẽ xài cái dây này nè anh em. Đó, xài cho ra kẹp cho ông khách ha. Dưới mình chế cái điều tốc đó, mình sẽ quét cái chỗ này nè, quét cái chỗ này nè, để mà chế điều tốc cho ổng. Mình gắp nguyên cây quạt này để giao cho ổng đó. Đó là nguyên cây gì mà cũng cũng hình như 300 hay gì các bạn, gần 300.000 nè đó. Thì dây thì dây 3 mét tốt nha đó. Rồi ổng lấy thêm đầu nữa nè, thấy không đó. Thì ở này mà mình mua này là nó không có ốc nha các bạn, về là mình gắp vô đó, mình cho thêm cái ti này nè đó, ti này 6.000 không có tính tiền nè. Ốc thì mình kiếm ốc nhọn nè các bạn, dặn vô đó, nó xài gáo hoạt thường của mình luôn đó, đơn giản vậy thôi. Rồi thôi giờ mình tiến hành mình làm nha các bạn. Mình đi kiếm dây điện, cái mình hàng xuống, mình hàng dây xuống. Cái motor 550 này của mình đó là nó có tháp hai đầu cốt sẵn, thì nó như gì nè các bạn, nó như gì nè đó, về anh em nó tháp sẵn vô cứng khừ luôn đó, ép vô cứng khừ luôn. Về anh em hàng lộn cộng trừ đi thì nó chạy ngược thôi đó. Mình quay cọc lại mình hàng cho đúng chiều thôi ha, chứ không có gì hết. Mình ở đây thì mình không có bình, mình sẽ thử bằng cái này đó. Cái này là cái cục 12V của mình đó, cục máy của mình
Rồi thôi giờ mình tiến hành mình kiếm dây mình hàng nghe các bạn, gắp vô cái thân vật đứng nè, thân vật bàn B3. Rồi mình cố định điện thoại lên mình quay. Mình sẽ xé cái dây này nè các bạn, mình xé dây này xuống, mình hàng xuống cho ổng nha. Đó, xé hai dây này mình hàng xuống cộng trừ cho ổng. Làm ăn nó cũng hơi hao tốn chút xíu ha. Đây. Cái này tại vì ở chung nãy mình không có chia sẻ các bạn, mình chỉ gắp vô sẵn luôn ha. Để dẫn cái này vô, cái này thì nói chung ra là nó không có gian răng sẵn, mình chỉ dặn siết vô thôi là nó ăn răng à ha. Tự dẫn siết vô là nó ăn răng à. Đó. Nó cũng dễ. Bộ ốp này là mình bán 25.000 bộ nha các bạn. Giờ nó có sẵn nó rẻ chứ không có cái đường nhập về cũng không có bán giá này đâu các bạn. Hiện giờ mà ở ngoài tiệm mình lấy đồ ở tiệm mình lấy đồ đó là cái bộ ốp này không mà nó bán 38.000. Đừng có nói bán giá cho mình nữa nha. Chứ phải đâu. Chết mồ không có ốc nữa, mồ vô. Kiếm ốc các bạn ơi, kiếm ốc xỏ ngang giống cái cổ nữa. Cái này là mình chỉ làm giùm thôi các bạn. Đó, bây giờ mình kiếm ốc, kiếm đồ, thấy không? Để vô chứ giờ mình không có ốc mình bán mà mình làm mà không có mình kiếm mình để vô nè, thấy không? Làm giùm á. Bạn mình gắp cái quạt vô. Rồi bây giờ đó, đầu tiên là mình hàn hai cái này trước đi ha. Mình hàn cái này trước đi. Cộng trừ gì không cần biết, lát mình hàng xuống là mình đưa xuống là biết à. À, chị bánh bên đây mình bán nè, thấy không? Thì đầu tiên á, nói chung ra anh em nào hàng cũng vậy chứ, đầu tiên mình nhúng vô cục tòng cái cục nhựa thông cái ha. Đây đầu tiên thì mình nhúng vô cục nhựa thông cái đó, rồi mình mấy vụ chị vô đó. Mũi chì vô gì nè, thì nó ăn nó chứ có gì đâu. Đừng để mỏ hàng mà mỏ hàng nóng nhiều khi nóng quá cái bắt đầu mình lấy vô mình hàng cũng được. Rồi giờ mình chấm đây cái. Cái motor là mình đưa vô cái này nó ngay bon nè các bạn, đưa vô bộ ốp là nó hít gịch luôn chứ không phải nó hít gịch luôn đây. Dựng cái ti vô rồi ngựa họ nó chổng khó làm. Đây. Mình để ngay mình hàn vô cái rồi. Đấy. Bây giờ mình cứ thử thôi ha, test thử cái bề ngoài cho nó chạy như thế nào. Mình
mình đưa ngược cộng trừ thì nó chạy ngược thôi các bạn. Đây. Mình đưa ngược cộng trừ thì nó chạy ngược thôi chứ không có gì hết. Đúng chiều rồi nè. Thấy ghê không? Đó. Đó, giờ lát mình để mình làm điều tóc vô ha. Đang để mình lấy cái mình sẽ lấy cái phe cốt nữa. Mình gắn vô đây mình vẫn hãm cái cánh các bạn. Tại vì á bạn biết không, cái cánh này mình mua là cánh xe cô luôn, là cánh tốt cho khách luôn rồi, ha. Đây lấy cái phe gắn vô. Nó xài ví dụ như các bạn gắn quạt lớn á ha, quạt lớn thì các bạn gắn ba cánh ha. Cái gì con gì sao mày ở ngoài này không mua cái gì tào lao quá à. 20.000 bộ đó. Mua người ta ra ngoài mua cho nó rẻ đó, tao mua về tao bán lợi mà không có nè. Rồi bây giờ mình gắp cái thân lại nghe bạn. Mình gắp cái thân bàn của nó lại nha. Thì ở đây thì cái thân bàn B3 này á thì giá nó 55.000 bộ nha. Đấy. Thì bộ thân nó gồm nó có gì nè, nó không có ốc nha các bạn đó, nó có gáo nè, nó có dàn số đồ đầy đủ nha, mà nó không có ốc nha đó. Thì cái ti mình lấy cái ti của mình dặn vô rồi, giờ mình lấy cái ti này ra lại ha. Đó. Càng nó có sẵn, tổ có sẵn luôn của rồi, cái tổ đây đó. Chỉ không có ốc thôi, mình phải buộc lòng mình phải để ốc mình vô đó. Đấy. Thì ốc của mình đây. Lâu quá không sửa cái nghề nó hơi bị lục các bạn, làm nó hơi chậm chứ mình không có cái máy quay nữa bạn, mình không có máy quay nữa. Cái này là cái cây phim của mình đó, nó mình mua nó thấp đây, trước khi mình làm á mình để cái này nè, để miếng dầu vô ha. Đó, điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì mình để cái lò xo vô đây nè, lò xo của nó nè. Đó, lò xo và cái đạn của nó nằm ở dưới đây, đằng nó mình bẻ lên xuống nghe cốc cốc á, để nó chịu lại các bạn, để không thôi không có nó sụt xuống luôn đó. Đây đó, thấy không? Rồi mình nhấn vô trước khi gắn mình ép xuống các bạn đó, ép xuống nó mới ngay, rồi bánh bắt đầu mình đút ốc vô là gắn vô rồi, không có gì khó hết. Đó. Đó, tới ta một cục thôi à, cho nó vô, gõ cho nó vô. Rồi mình siết rồi đó bạn, mình sẽ gắn cái càng quơ vô ha, càng quơ vô, càng quơ của nó đây đó. Làm đâu phải đơn giản đâu, làm cái gì nó cũng có đầy đủ hết trơn mới làm được các bạn đó.
mà gặp con cái thân của nó, cái thân của nó bán là không có ốc nha. Về mình lấy ốc mình để vô, gắn vô. Đó. Lát cái bắt đầu cái mình gòn test thử cho các bạn xem nha. Đó, rồi dây này mình lòn xuống nè. Dây này nói chung ra thì mình làm cho nó dư ha. Mình làm cho nó dư mình xỏ xuống, xỏ chịu lại rồi mình đai lại. Gì nè, nó an toàn nha. Để nó quay qua quay lại đứt dây của người ta. Mình làm cái chơi cho vui thôi chứ mình không có lãnh nha các bạn. Nói chung ra là mình không có lãnh làm nha các bạn, không có lãnh gáp ba này nha. Anh em á, anh em tự mua đồ vậy, anh em tự gáp chứ mình không có lãnh. Tự mua về tự gáp, tự làm gì làm chứ mình không có lãnh gáp. Ở bên đây mình bán đầu đầu quạt B4, đầu quạt B4 Hữu Thành và đầu đầu quạt B5 Hữu Thành nha các bạn. Thì đầu nó mỗi gồm có cái đầu của nó là đầu hãng đó, là mình bán hai loại đầu đó với cồn điện B B3 B4. Cồn điện B3 B4 thì ở bên đây là mình bán cồn điện dây đồng không. Đó. B3 B4 mình bán cồn điện dây đồng không. Thì giá nó 85 ngàn cồn B4, còn B3 thì 80. Còn B5 thì 130, đó là mình nói cùng điện đó nha. Còn cái đầu B4 Hữu Thành đó thì đó, thấy không? Đầu B4 Hữu Thành đó thì nó giá nó 220 ngàn cái, còn đầu B5 Hữu Thành thì 270 ngàn cái. Cái nó tí luôn nha các bạn. Đó, gắn tí được cố định nó lại nha. Trước khi mình làm mình cũng bẻ cái càng vô cho nó ngay ngay lại. Đó. Cái này là mình gắn gáo mình vô vừa luôn nha các bạn, gắn gáo mặt nạ mình vô vừa luôn. Đó. Đây để mình gắn gáo cái mặt nạ trước vô cho các bạn xem. Đây. Thấy không? Vừa ngắm luôn. Nó bán là y gan luôn. Nhưng một dài lắm vô mới được, cục nó không vô này, tốn ba con ốc ấy của mình này. Mình đâu có sẵn đâu mà mình gáp. Bên đây mình bán đồ điện đầy đủ nha các bạn, thì anh em nào xem á thì bấm vô cái hình đại diện của mình đó, thì và bấm vô cái video á, kéo 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 lên thì mình bán đồ nó nhiều lắm, thì anh em nào có coi thì ủng hộ mình, có mua cái gì thì ủng hộ mình ha. Chừng nào có quà tặng nữa thì mình sẽ ấy. Còn ngày mai trong vòng ngày mai mình sẽ có motor 775 mình bán luôn rồi nghe các bạn. Bạn mua về bạn chế này chế nọ được nha. Đứt lỗ luôn. Đứt hoài nó xuống. Thì mình kéo dây chừa cho nó dùng dùng gì nè, chủ yếu là mình lắp điều tốc nè các bạn, về đang cho ông khách ông kẹp mình. Rồi bây giờ cái này là mình chỉ gắn chơi thôi, gắn chơi thôi chứ mình không gắn cho ông bấm nha, tại vì cái này là không có xài tới, chỉ gắn điều tốc thôi. Đó. Gắn cho nó bích lại. Mấy cái phím này là và nút số 4 này là nha, mình bán là một chục giá 90 nha các bạn. Đó, mình cũng vẫn vô dầu đàng hoàng cho bấm đàng hoàng luôn.
nhưng mà cái này là không có hoạt động, tại vì là xài bình là không có cho xài cái này đó. Mình chỉ khoét lỗ thôi, khoét lỗ ở đây. Cái lỗ đây nè, anh em thông cảm nghe, tại vì nói chung ra không phải là mình không làm chuyên nghiệp, mà lâu lâu mình mới có làm một lần, dưới lại đồ này mình không có bò, không có còn ấy nữa, nên thử ra giờ không có còn cái gì hết trơn, không có làm lâu quá rồi cái đồ nghề bỏ lung tung hết trơn. Bếp nó ra đặt mình gắn cái bo điều tóc vô nữa các bạn. Thì bo điều tóc này nó đơn giản lắm, bo điều tóc này đây mình bán 50.000 cái ha. Thì nó gồm nó có cái nút, nút ha. Đây. Đây trước khi mình gắn cái bo này vô thì mình gắn nhả cái này ra nè, đó. Thì cái hai cộng này nè. Đỏ đen này là vô bên cộng và bên trừ ha. Còn cái này là vô bên bên quạt một cộng nè. Đó, vô đây một cộng nè, mình băng keo lại. Đó. Ví dụ như mình vô đúng chiều của nó thì nó chạy đúng chiều ha, mình làm sao cho nó chạy đúng chiều thôi đó. Còn cái này còn lại thì nó vô chung với cái cộng đỏ nè đó, cái cộng đỏ là cộng cộng đó đó, bên cộng đó đó. Còn cái này nó vô trừ nè đó, còn cái này nó cũng vô trừ nữa nè. Nó vô trừ cái. Rồi bây giờ mình gắn cái điều tóc vô nha các bạn. Lỗ nhỏ vậy. Lên nặng dặn nó vô nè, thấy không, nó dày. Anh em mua đơn từ từ 1 triệu lấy lên mình mới bao phí ship nha, còn dưới 1 triệu là bất cứ ai cũng vậy trơn á, là tự trả phí ship. Còn cái nào tới đợt khuyến mãi mình cho thì mình tặng đồ thì mình tặng ha. Đó, này là bo điều tóc nè anh em, đó mình gắn gì lá khác là ok ha. Rất là ok luôn. Rồi bây giờ kế tiếp á, là mình sẽ gắn cái cọng dây nha các bạn. Đâu rồi? Đây cổng dây này bạn, để mình gắn cái gỗ vô đi ha, cái gỗ vô đi, gỗ cánh rồi mình gắn vô đi cho nó đàng hoàng đi, rồi mình ấp xuống mình làm cho nó dễ. Đây không phải đơn giản đâu, làm nó phải đơn giản đâu, nó tốn có lòng có cánh mà tùm lum ở trên làm giùm mà còn tốn nữa các bạn. Thì nói chung ra là theo gì mình tính tiền đi, thôi kệ đi, sao giờ
tính vậy nhiêu tiền, ví dụ như cái phá cái lồng có phá cánh hết 5-7 ngàn rồi, bỏ một kệ đi, tính toán gì. Dạ cái nút mình dặn vô bình thường các bạn đó, nói chung ra đồ quạt của mình là nó làm liên kết với nhau là gắn vô là vừa hết luôn đó. Bộ ốp mũ của mình đó là anh em xài xài quạt bình đó là B3 B4 đồ xài được hết. Ví dụ như anh em xài quạt B4 á thì ba cánh thôi nha, đừng có xài nhiều cánh quá nó nặng, tại vì xài cho bình mà thì nó cái motor của nó tải nó cũng không có mấy gì mạnh không nữa đó. Nên thấy không? Đó. Mình để nguyên cái quạt kia mình gửi luôn. Rồi ông nói là nếu mà có gạo nếu mà gỡ đi á nó có gãy cánh thì ông tự cũng chịu. Tự cũng chịu nha. Thì người ta yêu cầu mình vậy thôi, chứ ở đây mình theo gì mình bán cánh được đó, nhưng mà ngặt con cái gối nó sẽ bị đi, nó bị gãy, gãy rồi hai bên người nào chịu đó. Cánh quạt bên đây vẫn có luôn nhưng mà mình không có bán, cánh mấy cánh cũng có bán này, nói chung là không lợi nhiều, mà gối mà hao băng keo nó bự gình gàng á anh em, nó đi nó chuyển gình gàng rồi nó sẽ bị bể đó. Cái này đó, này mình sẽ gắn cái gáo vô đó, gắn gáo vô mình cho thêm cái nút giật nữa, nút kéo nữa đó, đủ thứ nghe không. Gáp một cây quạt hoàn thiện đâu phải là ít tiền đâu, đủ thứ cho nó ra nó thành một phẩm một cây. Đó, mình kiếm cái lồng hộp gáo đâu mục tiêu nữa. Anh em thấy không nè, còn ốc gáo nè ha, cái này 1.500 nè, ốc gáo 2.000 nữa nè, đủ thứ gáp giùm mà quy lỗ. Đây nó chơi chứ ba này tính toán gì bạn ơi, làm cho vui, sẵn có quay clip rồi cho anh em xem đồ chơi ha. Đó. Thì nói chung ra anh em muốn mua gáp một cây quạt á thì đồ ở nhà anh em phải có, chẳng hạn như là mấy cái linh kiện đồ cũ ở nhà nó có ha, thì mình mới gắp được nguyên một cây thành phẩm như vậy đó, nghe thấy không. Rồi xong rồi đó, rồi mình lát mình làm xong á mình mới gắn cặp kẹp nha các bạn đó, lát mình làm xong mình mới gắn thêm cặp kẹp nữa đó. Thì ở đây thì bây giờ mình sẽ mổ dây này ra, dây này 3 mét, tặng cho người ta về người ta thấy cho nó gặp ha. Đầu tiên mình sẽ thắt cái gì thắt, mình đưa dây vô ha, để nhiều khi người ta đi giật á, giật tới giật lui các bạn thì nó sẽ bị xích dây ha. Đó, đưa vô gì đi, dây bên đây là dây này làm bán 30.000 cộng nha các bạn, 30.000 cộng dây phan, dây phan 3 mét, 30.000 cộng. Cái này là mình chưa biết nó cộng trừ nó nằm đâu nha, thì để coi mình sẽ nói đây, dây này là xài an toàn trên xa lộ luôn này. Hồi nãy nè, thỏ nè vô đây nè, thấy không, mình băng lại nha. Thì đen mình chỉ vô đây thôi, còn cái thằng xanh này á, cái thằng xanh này tự số nó vô ha. Đó, thì cộng trừ nó vậy thôi đó, để mình đo đúng cộng trừ của nó mới được nha các bạn. Đó, cái này rồi mình lấy băng keo mình băng luôn đi, mình chỉ đo mới thôi. Nếu nó sai thì mình sẽ đổi cái đầu kia thôi, đổi cái đường dây này nè các bạn, đường dây này nè, đường dây này không trừ thôi ha, đơn giản vậy thôi chứ không đổi đường dây cọc đó. Rồi bây giờ mình cắt cái dây ngoài ra ha,
cắt cái dây chui này nè, đó, cắt bỏ, đằng lát mình đấu cho kẹp chứ mình ghim thử luôn, đó, mình khỏi cần đây. Đây thì mình đo cái vòng bơm á các bạn. Ở bên đây mình có bán đồng hồ đo điện đó các bạn, thì đồng hồ M47L á. MF47L đây, ôm đây. Đúng nó này ha. Ở đây thì lên đây là. Đây nè, đây là cổng nè các bạn. Mình sẽ xé dài dài ra tí ha, mình cho nữa nó kẹp mình đó. Đây, đây là cổng. Rồi bây giờ mình đưa vô mình thử ha. Không cần biết cái đầu nào cộng luôn, trừ đây. Để mình thử bên đây lại coi. Đây, cộng bên đây ha. Cộng nằm bên đây. Rồi, mình nhét vô đây. Chạy ngược các bạn, chạy ngược. Tiêu nữa ta, cò nữa. Lỗi đầu dây ha. Đây các bạn ơi, hoàn thành cái quạt rồi nè các bạn. Đây, đây xem nha. Cảnh dưới cá. À, rút cái này ra. À, chưa gắn cái càng quơ vô các bạn. Nãy chưa gắn ốc càng quơ vô, nó xuất ra. Thấy không? Mạnh dữ ta. Bộ tơ này cũng mạnh lắm nghe các bạn. Nghe không? Đó. Vậy là cái motor 12W này của mình đó các bạn. Thì mình có thể mình chế được quạt ba cánh 14 mình chạy rất là ngon luôn. Đó. Thấy không? Im không? Im ngon lành luôn. Mình làm cho đúng cộng trừ á là mình để mình hàng luôn đi. Trước khi á, anh em hàng chì diễn diễn mình nhúng vô cái nhựa thông cái cho nó ăn ha. Rồi á, chì này mình qua đây mình bán là chì nhẹ lửa rồi. Đây nè, chì bên đây là chì nhẹ lửa rồi, thấy không? Chỉ để vô nè, đó. Để vô, nhựa vô là nó chảy ra heo, phải không? Rất là bóng luôn. Bên đây cũng vậy, nói chung cho mình làm, ví dụ làm kỹ lưỡng thì mình hàng ha. Còn ví dụ như không lúc không có mỏ hàng thì mình cũng gắn bình thường thôi. Đó là rồi. Nhúng miếng nhựa thông vô, chì thì nó có nhựa thông thiệt nhưng mà nó không có đủ cái độ bóng để mà cho nó ăn chì vô trong cái mối hàng của mình. Trong khi mình hàng thì mình có chì vô và có nhựa thông thì nó nhanh hơn. Đó. Nhanh bóng chì hơn nữa ha. Bóng lưỡng thấy không? Rồi xong rồi mấy cái này thì mình dán keo lại.
về anh em tự lắp cũng được. Còn anh em mà muốn mình lắp vô thì nó tốn kém đủ thứ, chứ nếu mà tính ra là có khoảng 320-330 ngàn cây đó, là mình lắp giùm. Rồi nếu mà có thời gian mình mới lắp giùm, chứ không có thời gian nhiều khi á mình lo mình làm không mà sao mình làm mình lắp lắp mà nó tốn này tốn kia tùm lum, cho nếu tính thẳng bẳng trên tiền đó. Cái gì nó cũng phải xính qua xính lại chút xíu các bạn. Rồi, dây này nó hơi ôm về tí ha. Vậy á, tôi gạch nó có dằn gà ha. Rồi mình gấp cái kéo đứt vô luôn đi. Cái miếng đứt này vô luôn đi. Rồi mình phải gắn cái kia. Cái mấy cây súng bắn vít đó các bạn, mình nói các bạn nghe mấy cây súng bắn vít mình thấy không, các bạn đừng có đổ pin nữa. Nói thiệt anh em, mà anh em gần xa mà nếu mà xài 12V nó đừng đổ pin nữa. Anh em làm ơn anh em mua cái nguồn tổ ong, nguồn tổ ong như mình nè, nguồn tổ ong này 30 ampe nè đó, thì anh em để vô anh em xài thoải mái luôn. Nó dướng dướng dây chút xíu nha, nó hơi có dính díu dây chút xíu nhưng mà mình xài sướng, khỏi độ pin độ gì cũng mệt, độ pin xài không được bao lâu hư. Mình á độ pin hoài tốn tiền, không thì gặp còn pin tào lao không. Mua ví dụ như anh em mua lâu lâu, anh em mua pin, anh em mua pin xịn chút có thì xài nó lâu một chút nhưng mà cũng mất sạc mất đồ, chứ nó gọn thì nó có gọn thiệt, trừ khi mà mình xài nguyên cây chứ còn mấy mất độ tớ độ luôn. Mình nó mà hư pin rồi anh em mà đổ vô cái rồi là nó mau lắm, nó mau hư, tại vì pin mình không có bằng pin zin của người ta. Đồ giờ dán vô nó không có được khích ha. Vững nữa anh em, giờ mình chỉ có một cái nữa là mình đó. Điều tốc nổ ha, mình dặn lên nó kêu ha, mình gắn cái chức năng nó vô quơ nó vô, trời giật cái nút ra lòi con mắt luôn, đóng nút mới vô. Cái này mình quay quay sẵn có cái mình quay cho ông khách ông thấy luôn. Giờ yếu quá bạn ơi, phải như ngày xưa.
Xong luôn, kiếm những lông đầm rồi, có miếng lông đầm nè bạn ơi, kiếm miếng lông đầm lội mất luôn. Cánh này nó dư tải, quay vòng lớn ghê, cái này nó quơ vòng rộng đó bạn. Cái điều tóc này nó hơi kêu ha, hơi kêu kèn ha, nó có kèn nữa bạn. Gắn vô nữa đây, gõ vô nha các bạn, mình gõ vô là mình không có giật ra được. Đâu có yếu đâu các bạn, nó mạnh, nó mạnh hơn cái quạt thường của mình, nó mạnh y gan cái quạt điện 220 của mình luôn vậy, chứ đâu đó đâu có yếu đâu. Motor là chỉ có 55.000 cái thôi, đó, điều tốc thì 50, đó, motor này các bạn, mạnh ghê. Giờ kêu luôn, nó chạy bằng động cơ đồ lam mà, bởi vì nó mạnh phải rồi, mà nó đúng tốc độ của nó nghe. Còn ví dụ như mà mình mua mấy cái motor bự hơn nữa mà không biết mua motor 12 quanh kia về á, là nó chạy xé gió luôn á. Về anh em điều tóc này, anh em dẫn ốc này ra nè, anh em phát lên nè, thấy không? Đó, thấy không? À, nó có tắt nè, không chả về tắt nè, dẫn lên. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cặp kẹt cho ông khách ha. Lắp mình có cái vụ mình hay quên cái vụ này lắm nè. Hay quên cái vụ mà gắn cái này vô nè. Cái mình dây vô. Nè để cộng phải không? Cộng về trước. Mình chỉ bóp lại thôi chứ không có gì hết. Đó. Cái kìm bóp lại đi rồi mình chấm chì sơn cái. Kẹp này kẹp xi á các bạn. Cái này mình khỏi chấm chì luôn được. Đó, chì mình nhủ vô. Mình ngâm cái mỏ hàng vô cho nó nóng ha.
rồi cái mình nhựa chì vô. Đó, vô đây nó chảy ra có miếng nhựa thông vô nữa. Nó chảy nó hòa nó dính cứng ngắc luôn. Nên thấy không? À. Đó, thấy không? Làm mới cho nó đúng rồi mình hàng nó mới dính, chứ còn không có miếng nhựa thông vô là nó không có dính nha. Bất cứ cái gì cũng vậy. Đó, rồi mình để vô. Dẫn vô. Đây là kẹp cộng. Kẹp trừ. Giờ là vụ quên xỏ xỏ cái này vô làm rồi cái cho lã cái dính vô ngoài. Đây. Nó có gắn ốc nữa nè mà mình không có gắn. Kẹp này là mình bán 20.000 cặp các bạn. Kẹp nhỏ nhất là 15.000 chứ. Kẹp này là 15.000, còn kẹp chung chung thì 20. Nhưng mà cái này mình không có bán, không có nhập gì bán nữa. Ít có khách hỏi. Kẹp này thì nó chống cái độ mòn nó cao hơn mấy anh kia, tại vì nó xi sẵn là mình ghim vô là nó ăn. Đó, mình để về nữa không? Đó, mình thấy nè, đó, mình nhụi chút xíu nhựa thông vô cho nó ướt ha. Rồi xong xuôi bắt đầu mình nhụi chì vô, đơn giản vậy thôi. Cho nó nóng đi rồi mình nhụi chì vô. Nhụi chì vô rồi nó chảy ra nó hòa vô đó rồi xong. Xong rồi. Rồi mình đo sơ là cái đúng cộng trừ không ha. Trừ đó thì mình kẹp vô, kẹp hết được rồi. Thế là xong rồi đó các bạn. Thì các bạn gần xa yêu mến kênh của mình thì ủng hộ ha. Thì hiện giờ là mình đã làm xong rồi đó. Nó cái lỗ nó kẹp vô không được. Nó quá chặt rồi. Rồi mình đã hoàn thành cái quạt cho khách rồi ha. Rồi mình lót nguyên cây này với đồ ổng mua đó. Thì ông khách mua đó thì gói vô luôn rồi gửi đi luôn. Mười hai quên. Mình đã hoàn chỉnh cái quạt rồi các bạn, đang lấy máy lên. Đó, mình đã hoàn chỉnh cái quạt rồi các bạn. Bạn thấy kênh Anh Thợ Gia Trai có hay hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì quạt ở nhà anh em cũng vậy. Thì anh em muốn chế chạy xài bình thì anh em mua khoảng thăng B3 này nè. Anh em mua cánh bốn cánh á, bốn cánh nó mút gió dữ lắm. Tại vì nói chung cái này là năm cánh của thằng Senko xịn. Đó, mình gắp cánh xịn cho khách luôn. Đó. Thì về anh em chế như mình vậy nè, thấy không? Nè, dẫn gì là nó tắt nè, thấy không? Dẫn lên rồi nó nghe cái bật ha. Nó xài. Đó. Thì cái chị hàng bên đây mình bán cũng vậy, một bánh như vậy á là nó 100g, hơi yếu một tí xíu là nó 120.000 nhẹ lửa. Là anh em hàng 40W hay 60W thì bỏ hàng của anh em gì cũng được. Nhưng mà mình ngâm cái bỏ hàng cho nó nóng lên, rồi mình phải làm sạch cái bỏ hàng, rồi mình mới nhựa vui nhựa thông, mình mới cho nó ăn chì mấy hàng ngon.
chung ra bên đây là một bánh chì này là mình để hàng, mình hàng mấy cái điều tóc mình bán á các bạn, chứ không phải là mình không có xài đâu. Mình xài mình thấy chì nó ngon mà thịt chì nó nhiều nữa nên mình mới bán, chứ không không khơi khơi, khơi mình bán ba cái đồ tào lao cho khách đâu, không có đâu. Nhiều anh em hàng mấy cái mỏ hàng mà nó không có đủ độ á, chứ nó quá độ á, nó quá độ thì nó quá độ nóng á thì nó sẽ rớt chì, trong khi cái mỏ hàng của mình nó bị ten á, nó không dính chì, cái bắt đầu cái mình phải trà lại mình nhụ chì vô liền á thì nó ăn vô đó. Khi mà mình mỏ hàng nóng quá mình phải cho giải nhiệt bớt nữa. Rồi thôi mình kết thúc video đây ha. Còn anh em nào mà muốn mua đồ á thì liên hệ ngay cái số điện thoại mình nằm ở dưới ha. Số điện thoại mình có Zalo, thì anh em muốn mua hàng cái gì đó của mình đó thì mấy clip trước mình có quay đó thì anh em ủng hộ mình ha. Thôi chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Cái này mình gáp là để cho ông khách ổng thấy, để mình giao cho ổng thôi ha. Cây quạt xài bình 12V đó. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.